đã hình thành nhiều sóng truyền thông gây bất lợi cho ngành công an. Cụ thể, ngày 31 tháng 10 năm 2018, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra các số liệu phản khoa học để khẳng định rằng vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Với tỷ lệ không thụ lý tin tố giác là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát là 86%, xử lý tin tố giác quá hạn là 99,76%. Vi phạm trong tổng đạt là 100%. Ngày 8 tháng 11, trên Facebook xuất hiện một clip quay một cảnh sát giao thông té ngã khi sâu sát với các thanh niên vi phạm, cùng lời bình rằng anh cảnh sát cố tình ngã để lấy cớ bắt các thanh niên này. Ngày 14 tháng 11, trên Facebook tiếp tục xuất hiện clip quay một viên công an đòi cởi sắc phục, hẹn thời gian, địa điểm để đánh nhau với dân do hai bên mất bình tĩnh trong lúc tranh cãi. Ngày 12 tháng 11, khi ra tòa trong vụ án đường dây đến bạc nghìn tỷ, Cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh đề nghị tòa không công bố bản án của mình lên internet và được chấp thuận, gây phản ứng bức xúc trong dư luận. Ngày 15 tháng 11, khi các đại diện của chính phủ Việt Nam ra điều trần trước Ủy ban chống tra tấn của Liên hợp quốc, các tổ chức chống đối đã mở chiến dịch truyền thông về sự kiện này. Trong chiến dịch, họ nêu ra nhiều vụ việc có dấu hiệu tra tấn mà họ cho rằng ngành công an phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong suốt khoảng thời gian trên, ngành công an cũng bị công kích trong chiến dịch phản đối luật an ninh mạng. Trong tuần qua, những người tham gia tuyên truyền không chỉ khai thác từng vụ việc liên lẻ mà bắt đầu công kích toàn bộ ngành công an. Hiện có hai phần đang định hình hướng tuyên truyền này là các phóng viên bất mãn như Phạm Đoan Trang, Võ Văn Tạo, Trương Châu Hữu Danh và các luật gia bất mãn như Lưu Bình Nhưỡng, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, luật khoa tạp chí. Các hoạt động tuyên truyền của họ tập trung khai thác ba thông điệp. Thứ nhất, họ mô tả công an và dân như hai lực lượng đối nghịch nhau, có hận thù với nhau. Chẳng hạn, khi viết về ba vụ việc khác nhau trong tuần qua, Phạm Đoan Trang đều liên tục đưa ra thông điệp đó. Trương Châu Hữu Danh tung tin rằng, viên công an đòi cỡ sắc phục, hẹn giờ đánh lộ chính là tên đá vào bụng hầu của cô Hạnh ở phương Tăng Nhân Phú A ngày 16 tháng 3 năm 2009. Đồng thời, thuật lại vụ việc năm 2009 bằng một giọng văn kích động hận thù. Ngoài ra, các dư luận phi chính thống đồng loạt cho rằng tòa sẽ bất công với các thân phần xã hội khác nếu không công bố bản án của ông Phan Văn Vĩnh. Thứ hai, họ giải thích rằng thể chế chính trị của Việt Nam đã khiến ngành công an lộng quyền. Chẳng hạn, Võ Văn Tạo nói công an được quá nhiều ưu tiên vì là lực lượng còn đảng còn mình. Hà Huy Sơn nói rằng nhánh hành pháp đang lấn át tư pháp và lập pháp vì Việt Nam không có tam quyền phân lập. Thứ ba, họ gợi ý một số giải pháp để cải thiện ngành công an ở Việt Nam. Chẳng hạn, Hà Huy Sơn ca ngợi tình thế hiện nay khi dư luận nhanh chóng giám sát, phản ánh các vi phạm của cơ quan công an thông qua mạng xã hội. Luật qua tạp chí đăng một bài của Võ Văn Quảng, trong đó Quảng so sánh ngành công an hiện nay với lực lượng tương ứng thời Việt Nam Cộng Hòa. Không thể phủ nhận những hiện tượng tiêu cực trong ngành công an Việt Nam và thực tế rằng mạng xã hội đang góp phần giám sát tiêu cực. Tuy nhiên, cái nhìn của giới chống cộng về ngành công an không hoàn toàn đúng. Nó dựa trên hai giả định rằng mâu thuẫn giữa dân và công an ở Việt Nam đang lớn hơn ở các nước đa đảng và ngành công an đang có dấu hiệu lộng quyền. Cả hai giả định này đều thiếu căn cứ. Trong thực tế, mâu thuẫn giữa dân và cảnh sát là một vấn đề thường nhật ở thiên đường đa đảng Hoa Kỳ. Số người bị cảnh sát bị bắn chết trong các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt là 995, 863 và 987. Chỉ có 57% số nghi phạm này bị bắn khi đang mang súng. Còn đây là biểu đồ so sánh Mỹ và các nước châu Âu về lượng người bị cảnh sát bắn trên 1 triệu dân theo số liệu năm 2014. Mâu thuẫn giữa dân thường và cảnh sát ở Mỹ được cho là liên quan đến mâu thuẫn sắc tộc văn hóa súng đẳng và việc nhiều đồn cảnh sát địa phương có nguồn thu chính là các khoản tiền phí, tiền phạt và tiền tịch thu tài sản. Như vậy, đa đảng và tam quyền phân lập không phải là liều thuốc thần trong mâu thuẫn giữa dân thường và cảnh sát. Về giả định thứ hai, vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ cho thấy hệ thống trị không cho phép ngành công an lộng quyền. Đây cũng là ngành đầu tiên tiến hành tính giảm bộ máy để phòng chống tham nhũng vậy vì sao giới chống cộng lại chọn thời điểm này để công kích ngành công an? Thứ nhất, vì công an là ngành trực tiếp xử lý các nhóm chống đối, bồi bác ngành này vừa khiến dân có áp cảm với chế độ, vừa khiến dân có thiện cảm và giới chống đối hơn. Thứ hai, giới chống cộng còn bắt trước khuyên thoại cấp mạng hoa nhài, trong đó mô tụng dữ dân thường và công an đã châm ngoài cho các cuộc biểu tình lật đổ nhiều chế độ ở thế giới Ả Thứ ba, ngành công an đang gặp bất lợi về mặt dư luận do vụ Phan Văn Vĩnh và đang phải trải qua quá trình tái tổ chức để tinh giản. Nhìn bối cảnh tổng thể này, ta sẽ nhận ra giới chống cộng là hạng đánh hôi, đụng nước béo cò.